Kính thưa quý vị, đạn lạc từ Syria đã làm hai người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương. Theo tin từ Selampina, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ và một em bé trai 15 tuổi bị tử thương và một người khác bị thương vì bị nạn từ biên giới Syria bắn qua. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trả đũa sau khi đạn bắn trúng một trạm kiểm soát và nhiều căn nhà trong thị trấn Selampina. Đây là một biến cố quan trọng nhất xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh lo ngại chiến tranh Syria sẽ lan qua các nước lân bang trong thời gian gần đây. Đạn đánh qua Thổ Nhĩ Kỳ từ thị trấn Ras Al Ain là nơi giao chiến giữa dân quân người Kurd và dân quân Hồi giáo chống chính phủ Al-Assad. Các nguồn tin y tế cho biết em bé 15 tuổi bị bắn trúng đầu và được đưa vào bệnh viện để giải phẫu, nhưng đã chết trong bệnh viện. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết phần lớn thị trấn Ras Al Ain đã bị nhóm dân quân người Kurd chiếm giữ. Giao chiến giữa hai bên đã diễn ra từ ngày thứ Ba sau khi dân quân Nusra có liên hệ với Al-Qaeda tấn công một toán dân quân người Kurd và bắt một người làm con tin. Giao chiến giữa dân quân người Kurd tranh đấu thành lập một vùng tự trị và dân quân chống tổng thống Al-Assad đã diễn ra từ năm ngoái sau khi dân quân người Kurd chiếm giữ nhiều vùng đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.